Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2008-2017, Thanh Hóa đã xây dựng và ban hành 78 đề án, quy hoạch, 12 cơ chế chính sách làm cơ sở tiền đề định hướng cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, với tổng số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 8.500 tỷ đồng và ngân sách tỉnh khoảng 4.100 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 2,15% một năm, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng lâm nghiệp, thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp, an ninh lương thực được đảm bảo, vừa đáp ứng nhu cầu lương thực của nhân dân, vừa phục vụ cho sản xuất các sản phẩm hàng hóa, chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, lâm nghiệp phát triển liên vùng, độ che phủ rừng đạt 53,03%, thủy sản phát triển cả về nuôi trồng, khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá. Thanh Hóa đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo khối lượng hàng hóa lớn làm nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Thu nhập của dân cư nông thôn tăng gấp 3,5 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,4% năm 2008 xuống còn 8,42% năm 2017. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, với 42,06% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở, hệ thống trường học, y tế được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện nghị quyết, vẫn còn một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản chưa đạt mục tiêu kế hoạch, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa bền vững, chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn chưa đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, công tác giảm nghèo chưa thực sự vững chắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năng lực hoạt động của các hợp tác xã, khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu cho các làng nghề và các sản phẩm nông nghiệp, những điểm nghẽn trong việc quản lý khai thác đất đai ở nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được Thanh Hóa triển khai sâu rộng với nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng trưởng nông nghiệp của Thanh Hóa luôn đạt khá và ổn định, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh trong những năm qua. Hiện tại, người dân khu vực nông thôn và miền núi trong tỉnh đã được tiếp cận với các dịch vụ hạ tầng xã hội nhiều hơn với chất lượng cao hơn. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, Thanh Hóa là một tỉnh có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp với khoảng 2,4 triệu người làm nông nghiệp và sống trong khu vực nông thôn. Thanh Hóa luôn xác định phát triển nông nghiệp và đầu tư cho khu vực nông thôn là góp phần ổn định xã hội, tạo tiền đề quan trọng để Thanh Hóa đạt được các mục tiêu chung. Trong hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, Thanh Hóa đều có các nghị quyết về nông nghiệp và nông thôn, đồng thời xác định phát triển công nghiệp là động lực tạo nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đây là hướng đi đúng đắn của Thanh Hóa đã được thực tiễn chứng minh. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại Thanh Hóa vẫn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã phân tích kỹ hơn về thực tế sử dụng đất đai tại địa phương, đặc biệt là các chính sách đất đai cho nông nghiệp và đề nghị Trung ương phải có sự đột phá về cơ chế sử dụng đất đai để tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, cần phải xây dựng các cơ chế chính sách hợp lý, khoa học để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn. Đồng thời, khi ban hành các chính sách, Trung ương cần tính toán nguồn lực thực hiện để tạo thuận lợi cho các địa phương khi triển khai. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Thanh Hóa. Với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, nghị quyết đã được triển khai với cách làm sáng tạo và có hiệu quả rõ rệt. Nông nghiệp đã có sự chuyển biến khá toàn diện và quan trọng, từng bước chuyển sang nông nghiệp hàng hóa. Thanh Hóa đã xác định được mũi nhọn, định hướng đúng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Việc thực hiện nghị quyết đã giúp tình hình kinh tế xã hội khu vực miền núi và nông thôn của Thanh Hóa
có những bước chuyển biến tích cực. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị thời gian tới, Thanh Hóa tiếp tục làm rõ hơn những điểm nghẽn trong việc thực hiện nghị quyết tại địa phương để đề xuất Trung ương tháo gỡ, quan tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn, xây dựng các cơ chế chính sách hợp lý để huy động nguồn lực và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quan tâm tới vấn đề sinh kế cho người dân và từng bước xây dựng thương hiệu và thị trường cho nông sản. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã kiểm tra thực tế tại huyện Yên Định. Tại đây, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá cao những thành tựu mà huyện Yên Định đã đạt được và cho rằng những thành tích này có nguyên nhân quan trọng từ sự thay đổi trong tư duy của các thế hệ lãnh đạo và chính người dân trong việc thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí đề nghị huyện Yên Định tiếp tục phát huy truyền thống huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới với nền tảng là huyện nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, trong đó tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi, cải tạo vườn tạp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng và tranh thủ các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hôm qua ngày 20 tháng 6, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực hiện chỉ thị số 43 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa có 113.000 lượt bộ đội thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong vùng bị Mỹ sử dụng chất độc da cam dioxin. Trong đó có 22.855 người bị hậu quả chất độc hóa học. Thanh Hóa xếp thứ hai trên cả nước về số lượng nạn nhân chất độc da cam dioxin. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam được nâng lên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con cháu của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Từ khi thực hiện chỉ thị số 43 đến nay, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã rà soát giải quyết cho 2.237 trường hợp người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Hiện nay tỉnh đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 14.572 trường hợp bị hậu quả chất độc hóa học. Tại buổi làm việc, các đại biểu của Thanh Hóa đã nêu lên một số khó khăn bất cập trong công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, đề xuất với đoàn công tác Trung ương một số giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 43. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thực hiện chỉ thị 43. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị 43 bằng việc cụ thể hóa những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, rà soát không để bỏ sót những người có công, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền, sự phối hợp giữa các đoàn thể, các ngành, hỗ trợ hội nạn nhân chất độc da cam các cấp hoạt động hiệu quả, chất lượng hơn, đồng thời tiếp thu các đề xuất kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khẳng định, chăm lo cho đối tượng người có công vừa là truyền thống đạo lý, vừa là tình cảm trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm. Trước khi Ban Bí thư có chỉ thị 43, tỉnh cũng chủ động thực hiện công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công nói chung, nạn nhân chất độc da cam dioxin nói riêng. Từ khi có chỉ thị số 43, nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vấn đề này càng được nâng lên, có nhiều chuyển biến tốt hơn và đạt được những kết quả thiết thực. Tuy nhiên, do Thanh Hóa là tỉnh lớn, đối tượng chính sách nhiều, nguồn lực của tỉnh có hạn nên việc thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng còn có những khó khăn, hạn chế. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trung ương quan tâm bổ sung nguồn lực để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến kiến nghị để tổng hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 3 năm và ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tốt hơn
trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác của Trung ương cũng đã kiểm tra thực tế tình hình thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện Thiệu Hóa. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền đã tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6 để tiếp nhận các ý kiến kiến nghị và giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Sự buổi tiếp doanh nghiệp tháng 6 có lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bỉm Sơn, Yên Định, Thạch Thành, Ngọc Lặc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa. Tại hội nghị, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành 6 thành phố Thanh Hóa đề nghị được chấp thuận chủ trương cho thuê đất ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia để thực hiện dự án khai thác mỏ theo giấy phép đã được cấp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bút Việt, thị xã Bỉm Sơn kiến nghị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty thực hiện dự án trung tâm đào tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn và chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất tại khu vực thực hiện dự án. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Thắng Phong, huyện Thạch Thành đề nghị chỉ đạo thanh quyết toán 10 hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hiền, thành phố Sầm Sơn kiến nghị cho phép thí điểm hai tuyến xe buýt sử dụng xe 4 bánh chạy bằng điện. Công ty cổ phần Thăng Long, huyện Ngọc Lặc kiến nghị xem xét lại chủ trương thu hồi dự án khu nghỉ dưỡng Ngọc Lặc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh thái Phú Thắng đề nghị sớm có hướng dẫn về việc vận hành lại dự án chăn nuôi lợn ngoại tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định. Tại buổi tiếp xúc, sau khi các ngành chức năng có ý kiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền đã trao đổi từng vấn đề cụ thể, làm rõ các đề xuất của doanh nghiệp không phù hợp với quy định của pháp luật, đề nghị doanh nghiệp xác định rõ vấn đề nào là khó khăn vướng mắc cần các cơ quan quản lý tháo gỡ, vấn đề nào doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự giải quyết tranh chấp tại tòa án. Đồng thời giao các ngành chức năng tiếp nhận các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp để nghiên cứu, kiểm tra và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm qua ngày 20 tháng 6, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng cán bộ phóng viên và người lao động Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chúc mừng cán bộ phóng viên Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định Tỉnh ủy luôn dành sự quan tâm đối với hoạt động báo chí và ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí lưu ý, trước thời đại bùng nổ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những người làm báo cần phải nhận thức đúng và chớp thời cơ để bắt kịp với xu thế báo chí hiện đại. Đồng chí mong muốn cán bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh Hóa phải thấy thuận lợi là cơ bản để phản ánh nhanh, đúng, trúng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cấp ủy chính quyền. Để làm được như vậy, Báo Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới làm mềm hóa thông tin cả trong ngôn ngữ viết và ngôn ngữ hình ảnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban biên tập Báo Thanh Hóa phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết, làm hạt nhân để lãnh đạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời chúc Báo Thanh Hóa có nhiều tác phẩm đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa. Đến chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng vì truyền thống lịch sử và sự trưởng thành của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa trong những năm qua. Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa phát huy vai trò là cơ quan truyền thông của một tỉnh lớn có nguồn đề tài vô tận về truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, sự phát triển đi lên mạnh mẽ của tỉnh, của từng địa phương đơn vị, từng huyện thị thành phố, từng đồng bào các dân tộc để sáng tạo ra những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống và có tầm ảnh hưởng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo, bắt kịp với sự đổi mới mau lẹ của truyền thông hiện đại, phản ánh nhanh nhạy, đúng trúng các vấn đề, hấp dẫn bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình. Đồng chí tin tưởng Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong những năm tới, xứng đáng là cơ quan báo chí hàng đầu của tỉnh và là Đài Phát thanh Truyền hình đứng ở top đầu cả nước. Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, phóng viên, người làm báo Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
chúc mừng cán bộ phóng viên, người làm báo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Đảng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đội ngũ phóng viên đã không quản ngại khó khăn, đi sâu đi sát vào đời sống xã hội, phản ánh những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân, được dư luận đánh giá cao. Đồng thời ghi nhận sự đồng hành của những người làm báo ở Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa sẽ tiếp tục có đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, luôn là địa chỉ thông tin tin cậy của bạn nghe đài, bạn xem truyền hình trong tỉnh và trong cả nước. Trước sự bùng nổ thông tin trên Internet, những năm qua, các cơ quan báo chí Thanh Hóa đã nỗ lực không ngừng nhằm đổi mới góc tiếp cận, khai thác các đề tài gắn với thực tiễn cuộc sống, sáng tạo trong việc thể hiện tác phẩm báo chí. Từ đó mở rộng phạm vi, tham gia vào dòng chảy thông tin chung của báo chí cả nước. Với mục tiêu phát triển nguồn thông tin, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, trong khoảng 3 năm trở lại đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã từng bước đổi mới công nghệ và phạm vi phủ sóng, cung cấp nhiều hơn các công cụ tiếp nhận, phản hồi thông tin cho khán thính giả như số điện thoại đường dây nóng, trang fanpage TTV Truyền hình Thanh Hóa, chức năng bình luận trên trang web truyềnhhinhthanhhoa.vn, cũng như xây dựng đội ngũ cộng tác viên hùng hậu từ đài truyền thanh, các địa phương và người dân. Việc triển khai đồng thời mở rộng phạm vi phủ sóng, các kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin khác nhau, đặc biệt là khai thác triệt để các tính năng của Internet và điện thoại di động, đã đem lại hiệu quả tích cực, thể hiện bằng số lượng các tin bài có vấn đề, phản ánh kịp thời những vấn đề nóng, bức xúc của dư luận xã hội, được truyền tải qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tăng cao qua từng năm. Song điều cốt yếu làm nên sức ảnh hưởng và gây dựng niềm tin với công chúng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chính là chú trọng công tác nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trên mọi lĩnh vực. Để mà phát triển thông tin và mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng ấy thì phải làm sao nâng cao được chất lượng thông tin, nâng cao được cái mức độ tác động đến đời sống xã hội của thông tin của đài. Đấy. Thế thì bây giờ các chương trình của đài nói chung mà đặc biệt là chương trình thời sự đã nói được rất nhiều đến những cái vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội, tức là cái tính phát hiện, cái tính phản biện, cái tính cảnh báo mà nâng lên thành là một cái tính chiến đấu ở trong các chương trình đó bây giờ là được nâng lên rất cao. Cái lượng thông tin nó phong phú hơn nhiều và cái người tham gia cung cấp thông tin và tiếp nhận thông tin cũng gia tăng lên. Bên cạnh các phương thức truyền tải thông tin truyền thống qua sóng phát thanh, truyền hình hay báo in, những năm trở lại đây, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã và đang phát triển song song báo điện tử hay trang thông tin điện tử, thiết lập kênh YouTube riêng, cho phép đưa thông tin đến với công chúng nhanh nhạy, kịp thời hơn và sáng tạo hơn. Ngoài ra, các ứng dụng khoa học công nghệ như livestream trên mạng xã hội, cập nhật thông tin theo thời gian diễn ra sự kiện trên các website cũng được áp dụng triệt để nhằm tăng tính thời sự và tương tác với khán thính giả. Tư duy sáng tạo, sẵn sàng đổi mới cùng tinh thần học hỏi đang là chìa khóa để báo chí Thanh Hóa tiếp cận gần hơn với công chúng và phương thức làm báo hiện đại. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để báo chí Thanh Hóa khẳng định vị thế của mình trong dòng chảy hội nhập, đóng góp vào sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, đô thị du lịch biển Sầm Sơn đã có sự thay đổi, khởi sắc và những bước phát triển đột phá. Đây chính là kết quả từ sự quan tâm của tỉnh, từ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Sầm Sơn, từ những dự án đầu tư đã và đang được triển khai trên địa bàn. Phường Quảng Cư hôm nay như một đại công trường xây dựng, những con đường đang được cải tạo mở rộng, những ngôi nhà mới đang mọc lên, những khách sạn nhà hàng khang trang bắt đầu đi vào hoạt động. Mặc dù du lịch Sầm Sơn đã có hơn 110 năm lịch sử, nhưng với phường Quảng Cư, hoạt động du lịch mới chỉ bắt đầu trong vài năm trở lại đây. Hiệu ứng lan tỏa từ các dự án của tập đoàn FLC triển khai trên địa bàn, cộng với nhiều công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị mới được đầu tư, đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của phường Quảng Cư và người dân địa phương. Khi mà có cái dự án vào vùng Quảng Cư này là cũng là làm phát huy những cái con đường mới và cái đường đi nó thông thoáng, là lưu thông nó thoải mái. Coi như là từ nãy giờ chỗ bà con những cái người mà gần đây đó là phát triển cũng đang mới kinh tế bắt đầu đi vào đổi mới phát triển mới.
Trước đây thì em làm ở ngoài bãi biển thì nó vẫn chỉ là tạm bỡ thôi. Còn bây giờ em chuyển vào khu trong đây, em làm khu trong đây thì bây giờ nó vẫn ổn định và bài bản hơn. Nói chung là có phòng VIP hoặc là phòng họp hoặc là các sự kiện gala cho các khách du lịch. Quảng Cư trước kia thì là cái vùng ở cái phía Bắc của Sam Sơn thì nó cũng là cái vùng rất là khó khăn. Sau đó được một số dự án vào thì treo một thời gian, sau đó thì khi mà dự án của FLC vào thì mở ra cái thời kỳ phát triển kinh tế rất là tốt, tạo được công ăn việc làm cho nhân dân, rồi cơ sở hạ tầng thì cũng được đầu tư. Với chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tỉnh Thanh Hóa đã dành sự quan tâm đặc biệt cho thành phố du lịch Sầm Sơn. Tỉnh đã bố trí gần 4.000 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư mở rộng nâng cấp một số tuyến đường như quốc lộ 47 từ thành phố Thanh Hóa đến Sầm Sơn, đại lộ Nam Sông Mã, đường Voi Sầm Sơn, cải tạo và mở rộng đường Hồ Xuân Hương, đường Thanh Niên nhằm tạo sự kết nối về giao thông thuận lợi cho Sầm Sơn. Cùng với đó, hàng loạt dự án của các doanh nghiệp được triển khai trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng đã làm thay đổi căn bản diện mạo, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch của Sầm Sơn. Sầm Sơn rất nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi trong các cái thủ tục để đầu tư xây dựng. Đây cũng là tôi cho rằng đây cũng là địa phương mà đáp ứng tốt các cái yêu cầu cho các nhà đầu tư. Hiệu quả từ các dự án đầu tư vào địa bàn Sầm Sơn trong những năm vừa qua là khá rõ nét. Lượng du khách đến Sầm Sơn tăng đột biến, số ngày phục vụ và doanh thu từ du lịch cũng tăng cao. Năm 2017, Sầm Sơn đón 3,8 triệu lượt khách, phục vụ 7,3 triệu ngày khách, doanh thu đạt 2.950 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2018, đón trên 1,7 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Quan trọng hơn, du lịch Sầm Sơn đã lấy lại được lòng tin và xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng du khách. Với kết quả này, cả nhà nước, nhà đầu tư và người dân địa phương đều có lợi. Trong đó, người dân có thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, giá trị tài sản nhà cửa, đất đai tăng gấp nhiều lần. Đây cũng là mong muốn, là mục tiêu mà tỉnh Thanh Hóa luôn hướng tới trong quá trình kêu gọi, thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh hoạt động tương tác, trải nghiệm, tạo sức hút đối với khách tham quan. Mặc dù mới là giai đoạn đầu, nhưng hoạt động này đã phát huy được hiệu quả. Tự tay sâu hạt chuối của cư dân văn hóa Đông Sơn. Vẽ dập in hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn. Sử dụng bàn nghiền để nghiền ngũ cốc, xay thóc, ngô, giã gạo là các hoạt động tương tác trải nghiệm ngoài trời dành cho khách tham quan bảo tàng tỉnh. Hôm nay đến bảo tàng, cháu được các cô đi tham quan khu trưng bày và đây là lần đầu tiên cháu chơi trò xay lúa và giã gạo. Trò chơi này rất bổ ích, nó làm cho chúng ta liên tưởng đến người xưa đã làm ra hạt gạo như thế nào. Cháu rất vui khi được đến bảo tàng. Qua mỗi hoạt động, khách tham quan, nhất là học sinh, không chỉ nắm được kiến thức lịch sử mà còn biết thêm được những hiện vật, di vật từng được sử dụng như thế nào, chế tác ra sao. Để thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt tập trung vào cái đối tượng là học sinh, thì các cái độ tuổi, chúng tôi cũng đã hướng tới cái việc là tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, những cái trò chơi dân gian cho các em. Ví dụ như các em sau khi tham quan trưng bày, các em sẽ hình dung ra cái cách sinh hoạt của người nguyên thủy như thế nào. Và thực tế thì chúng tôi cũng đã làm rất là nhiều và cũng đã được các cái trường và các cái phụ huynh cũng như là các em ghi nhận và cũng có những cái phản hồi rất là tốt. Từ khi mà bảo tàng có cái hoạt động đó là trải nghiệm để đầu tư cho cái việc là phục vụ cho du khách tham quan thì lượng khách đến với bảo tàng là rất là đông. Đấy, nhất là các học sinh sinh viên của các trường trong tỉnh. Ngoài ra, bảo tàng cũng đã tổ chức vào cái dịp là ngày nghỉ, ngày lễ đều mở cửa 100%. Vì thế mà lượng khách đến bảo tàng không những đi tập thể của các cái tập thể tổ chức mà các cá nhân vẫn tự nguyện, tự túc đến bảo tàng để tham quan bảo tàng. Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện đang lưu giữ gần 30.000 hiện vật tiêu biểu của các thời kỳ lịch sử, từ thời tiền sơ sử đến thời đại ngày nay. Việc đổi mới chất lượng phòng thông tin hướng dẫn trong việc cung cấp thông tin nguồn cũng đã đem đến cho du khách những ấn tượng, trải nghiệm đầu tiên khi đến với bảo tàng. Với việc đa dạng hóa các hoạt động, Bảo tàng tỉnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo khách tham quan.
Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh đã đón được gần 20.000 lượt khách. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021 vừa khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, người có uy tín ở 59 xã phường biên giới, vùng biển của tỉnh. Trong thời gian một ngày, các đại biểu về tham dự lớp tập huấn được phổ biến những nội dung cơ bản quan trọng thiết thực liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện đề án như luật biên giới quốc gia, pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Bộ luật dân sự năm 2015, luật tín ngưỡng, tôn giáo, luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, luật cư trú. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tập huấn chuyên đề về kỹ năng cơ bản trong phổ biến giáo dục pháp luật. Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở khu vực biên giới, nâng cao vai trò vị trí trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từ đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.